Rồi, lời đầu tiên em xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh của em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và tương tác thời gian vừa qua ha. Thì hôm nay em đang ráp cây củi cho anh An ở Đắk Lắk. Vì nãy em có lên hai cái video trước là hướng dẫn lắp ráp rồi VIP 10 ha và hướng dẫn chỉnh laser cho cây VIP 10. Đó thì em lên liên tục như vậy. Thì bây giờ em vừa chỉnh xong và cũng có test thử ok. Thì em định ra ngoài phát trực tiếp. Ra ngoài phát trực tiếp cái mục tiêu ở ngoài kia, cái thùng bắn ngoài kia khoảng 10 mét anh em. Hồi trước em hay bắn ở ngoài cửa đấy thì khoảng 7 mét, nhưng mà bây giờ em lui vào trong này thì em độ chừng khoảng 10 mét. Đây. Cái mục tiêu hàng ngày em bắn đây, đây có một cái miếng thép bắn 10 nhẩm này anh em. Một cái miếng thép này thì nó tầm 5 vuông bằng lòng bàn tay thôi. Bằng lòng bàn tay thôi. Lòng bàn tay người lớn mình thôi. Đó. Thì em sẽ test khoảng chục phát gì đó. Nếu mà nó ok thì em sẽ đóng gói em gửi nha. Những cây mà đóng gói nguyên cây như vậy á thì không được xem nha anh em. Anh em muốn xem thì em sẽ để nguyên linh kiện về. Anh em tự ráp và em hướng dẫn anh em ráp. Đó. Anh em kiểm tra hàng thoải mái luôn. Còn cây mà đã lắp ráp nguyên cây như vậy gửi nguyên cây về á, chỉnh sẵn phát trực tiếp hoặc là quay livestream. Phát trực tiếp quay livestream hoặc là quay clip test như này á thì nói chung là em cũng muốn phát trực tiếp để anh em nói khỏi nói là ở cắt ghép này kia. Đây, em zoom vậy nữa anh sẽ biến sáng, em zoom vậy nha. Rồi từ cái động nói chung cái này em quay là em đăng luôn, không có cắt ghép gì, không có edit gì hết. Anh em mà có nhu cầu thì vô phần bình luận nha, bình luận nha. Em có ghim một cái Zalo đó, một hai cái Zalo của shop ở đó. Rồi cái gài đạn thì chắc là anh em biết rồi ha, em sẽ không nói nữa. Đây cứ kẹp vô là gài giữa cái cò rồi kéo đẩy ra là quất thôi, nó cũng rất là dễ. Đây gài xong là đạp ra nè, phải kéo chân đạp nè. Rồi bật la dây lên, bật la dây lên anh em thấy không? Này em dùng lên rồi chắc em khó thấy. Đây bật la dây lên đó, bây giờ là em sẽ zoom lên lại nè. Rồi từ đoạn bắn này em sẽ không zoom tới zoom lui nữa nhé, cho anh em dễ nhìn nha. Rồi em sẽ bắn tầm chục phát gì đó. Ok thì em sẽ gói hàng ha. Mình phát thứ nhất nha anh em. Anh em thấy ở trên cái bảng là gieo hàng. Đó, trúng nha anh em. Trúng nha. Nói chung là em chỉnh tương đối về. Anh em sẽ chỉnh xa ra nữa, ví dụ chỉnh 15-20 m, chỉnh bao nhiêu thì anh em có thể bắn. Rồi anh em chỉnh thêm ha. Cái này hiện tại nó đang bị lệch phải và cao một tí nha, thì em sẽ bắn trường hao qua góc phải. Cái này mà anh An có coi thì anh An về anh An đó nha, chứ là em cũng chỉnh lại được cho anh thôi, nhưng mà tại vì thời gian gấp rút á. Đó, trúng nha nè, thứ hai trúng nha. Nó đang bị cao và cao tầm một phân thôi, không cao nhiều đâu, và bị lệch phải, lệch phải. Nói chung là nghiêng về bên phải tầm một phân. Nên em canh ngay cái góc, góc của cái miếng, góc phải của cái miếng góc trên á, là nó sẽ trúng giữa. Đó, trúng ngay nè, phát thứ ba trúng liên tiếp nha. Em test từ chục phát thôi là em đăng luôn á nha, không có cái kép gì. Nên cái đoạn mà em gài đạn này em bắn rất là nhanh luôn. Đó. Nói chung có laser ống ngắm vô là bắn rất nhanh. Đó, trúng như này. Thứ tư rồi không ta? Thứ tư, thứ ba này. Không nhớ luôn. Coi như thứ tư đi. Thứ năm. Đó, trúng nữa anh em ha. Năm. Trúng nha, rất chậm nha anh em. Rất chậm nha, không chậm thì cỡ em nói cỡ 3 m, 4 m. 2 m thôi anh em bắn chưa chắc được đấy. Tại vì nó sẽ mỗi phát khác nhau hết. Cái này em thay cò loại 1 rồi. Cò loại 1 thì nó có ưu điểm là nó anh em có kẹp lịch dây nó vẫn trúng. Đó, trúng tiếp nha. Có thứ 6 rồi xong đây. Có thứ 7 nha. Rồi từ cái đoạn mà em bắn là em không có dùng tới dùng lui là anh em hiểu rồi ha. Anh em nghe cái tiếng của em và cái tiếng của con đại bàng nó kêu là anh em biết có cắt hay không liền. Cắt là nó sẽ bị ngắt quãng nha. Đó, trúng tiếp nha, phát thứ 7. 7 phát liền trúng rồi nha anh em.
Nói chung chỉnh mà chỉnh độ chừng này nè, thì nhiều khi á, như là nó đi nhanh quá, không biết là nó lệch trái lệch phải lệch trên lệch dưới bao nhiêu luôn. À, bắn anh em cứ vậy nè, canh cái mục tiêu anh em bắn thấp xong, bắn lệch trái xong, bắn lệch phải xong, bắn trên cao là anh em biết nó lệch đâu liền, tại vì nó rất là chuẩn, anh em bắn như vậy biết lắm. 8 phát liên tục trúng anh em, trúng giữa hết anh em nha, 8 phát trúng giữa. Cái này là nó đang bị lệch cao một tí và cao tầm một phân, một hai phân gì đó, và lệch phải một hai phân gì đó. Nói chung là em canh ngay cái góc của cái miếng lại sẽ trúng giữa. Chính phát nha, trúng liên tục nha anh em, chính phát nha. À, em lên đạn anh em cũng nghe tiếng rồi, kể cả cái tiếng em không cắt ghép gì, kể cả tiếng kéo băng keo đóng hàng ở ngoài của bằng hậu. Mấy phút rồi ta? Coi được 5 phút rồi. Ok, bận lắm anh em ạ. Đây tiếp theo nha. Rồi 9 phát hay 10 phát gì rồi ta? Trúng tiếp nha, không có cắt ghép gì rồi anh em. Cái này em đã từng test trứng gà, test hụt rồi, test viên pin tiểu rồi. Anh em có thể vào phần phát trực tiếp để tìm xem nhé. Rất chuẩn anh em. Cái này thì sang đêm thì phải nói là quá ok. Và cái tầm giá của nó, tại vì cây này khi nhập về nó có laser rồi đó. Nên là anh em mua cái giá rất là rẻ luôn. Rồi ok, 10 hay 11 phát vậy bây giờ không nhớ, nhưng mà trúng liên tục. Bây giờ có bắn nữa thì nó cũng vậy thôi anh em. Giờ có bắn nữa thì nó cũng vậy thôi. Giờ em sẽ nói thêm về một tí nữa về cái sản phẩm thôi. Em xin kết thúc clip ha. Đây, tên gọi của cây này là cây VIP 10 anh em. Nhập về nó đã có sẵn cái laser loại này rồi nè. À, laser loại này thì laser đầu bằng loại to, xài pin sạc. Mẫu này thì rất là dễ chỉnh luôn. Cục đầu nè ha, cũng xịn, nói chung xịn. Anh em không thích thì em có thể đổi thành cái ống ngắm nhanh cho anh em. Đổi thành ống ngắm nhanh cho anh em. Cò này thì em đã thay cái cò loại 1 cho anh em. Đây phân biệt ở chỗ là chốt inox nha. Chốt inox nha. Đây chốt inox CNC nó đóng vào rất là chuẩn luôn. Có nhiều cái cò nó giả loại 1 anh em, nhưng mà đóng cái chốt bằng thép. Anh em nhìn cái màu là anh em biết nó không phải inox. Nó sẽ bị xỉn màu. Và nó sẽ bị ví dụ lâu ngày á là nó sẽ bị đen. Hoặc là để lâu nữa nó còn bị sét đen nữa. Bị rỉ á. Rồi, và cái cò này khi bóp vô nó không bị hở ra. Nó không hở ra gem nào luôn nha, không bị hở ra tầm 1 ly gì đó cũng không hở luôn nha. Chứ còn nhiều cái cò khác như cái cò rin của này là một là nó bị hở, nó bị rơ trái rơ phải, lịch. Anh em kẹp lịch dây là nó lịch liền, anh em bóp cò nó hơi cứng. Nên là khi anh em mà đổi cò này thì anh em bù tiền nha. Còn cây này thì em báo giá công khai luôn đó là 900 bao ship đó. Làm thay cò loại một ok cho anh em, test phát trực tiếp cho anh em. Bữa nay tại vì cái nhà hàng xóm bên cạnh bên đối diện á, họ bắt nhạc, nhà họ đang đặt nhạc á, mình không có tiện á, nên là mình buộc phải vào trong nhà của mình quay. Ra ngoài nghe tiếng nhạc thì nói chung nhà người ta xa, nhưng mà nghe ầm ầm thì hôm qua phát trực tiếp cũng bị cái nền nhạc đó nó làm bị báo bản quyền rồi anh em. Nên là hôm nay thì thôi mình cũng bây giờ mình quay thôi. Nhưng mà nói chung em không cắt ghép á, anh em cũng tự phán xét giùm em nha. Không cắt ghép mà bắn mười mấy phát gì đó, 10-11 phát gì đó, em không nhớ rõ cái từng phát đếm, nhưng mà rất là chuẩn nha. Đây, cái cự ly thì cũng tầm 10 mét. Khá là ok. Anh em có thể liên hệ qua hai số Zalo là 0363712682, 0363712682, 0834408384. Và em cũng có ghi bên dưới phần bình luận luôn ha. Đó. Thì nếu chat Zalo thì anh em nhớ chat trong cái khung giờ 4 giờ quên 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều giùm em nhé. Nhân viên em chat Zalo từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều nha. Còn nếu mà những cái khung giờ khác em rảnh thì em mới tiếp. Còn em đi đám là chuyện gia đình thì tất nhiên em không tiếp được, thì anh em thông cảm là gọi trực tiếp cho em qua hai số điện thoại đó nha. Rồi em xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người sức khỏe, bình an và thành đạt. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Em chào tất cả mọi người nha.